Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với podcast Người Trong Môn Nghề và tôi là Jolie. Các bạn thân mến, với podcast Người Trong Môn Nghề thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về câu chuyện liên quan tới việc hướng nghiệp, chọn nghề hay làm nghề. Và với số ngày hôm nay thì tôi cảm thấy khá là thoải mái bởi vì hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một công việc gắn liền với tôi, gắn liền với chiếc micro này. Đó là nghề MC. Tuy nhiên thì Jolie sẽ không phải là người duy nhất chia sẻ với các bạn câu chuyện về nghề MC đâu, mà sẽ còn có một vị khách mời khác nữa. Một cô gái còn rất trẻ thôi, cô ấy hiện vẫn đang là sinh viên, nhưng mà cũng đã đảm nhiệm khá nhiều vai trò liên quan tới công việc dẫn chương trình hay MC rồi. Ví dụ như là làm MC song ngữ chẳng hạn, hay là làm voice talent cho các kênh YouTube. Trong số đấy thì sẽ phải nhắc tới YouTube của Spyroom. Nếu như các bạn là những người đã từng nghe YouTube của Spyroom rồi thì chắc hẳn các bạn sẽ khá ấn tượng với một cái tên, đó là Khánh Linh. Vậy thì Khánh Linh là ai? Chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện và chia sẻ với cô gái này ngay bây giờ nhé. Xin chào Khánh Linh. Dạ vâng ạ, em chào chị, chào mọi người. Bối rối quá. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người một chút, đề phòng những ai mà chưa nghe đến tên mình bao giờ trên kênh của Spyroom. Thì mình là Khánh Linh. Họ tên đầy đủ là Nguyễn Khánh Linh. Đúng là như chị Jolie nói thì mình cũng rất là trẻ, rất là non trong nghề thôi. Mình sinh năm 2000 và hiện tại thì đang là sinh viên năm cuối trường đại học ngoại thương. Vừa mới sang năm cuối, vừa bước sang năm cuối. Và hiện tại thì mình đang làm việc là một MC này, một voice talent này. Và trong đó thì phải kể đến là voice talent cho Spyroom. Ngày hôm qua thì khi hai chị em nói chuyện với nhau thì Khánh Linh có nói với tôi là em sợ là em hơi non chị ạ. Không biết là em có chia sẻ được gì cho các bạn không. Thì tôi có nói với Linh là em đừng sợ, bởi vì chính vì mình vào nghề chưa lâu nên mình sẽ chia sẻ được cho các bạn về những cái kinh nghiệm nó gần gũi nhất về các bạn mà mình hứng thú với nghề này nhưng mà lại chưa biết vào nghề như thế nào. Và với chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ có 3 chiếc hộp nha. Có 3 chiếc hộp bí ẩn liên quan tới 3 điều thú vị liên quan đến Khánh Linh. Với chiếc hộp thứ nhất thì trong chiếc hộp này sẽ là một thứ đang xuất hiện ngay ở trước mặt em bây giờ. Em đoán là cái mic. Đúng chính xác. Chính là cái micro. Bây giờ chị sẽ hỏi Khánh Linh một chút nhá. Với chiếc micro thì lần đầu tiên mà em dẫn chương trình là khi nào? Lần đầu tiên mà em dẫn chương trình à? Nếu như mà lần đầu tiên em được cầm mic và đứng trên sân khấu ấy thì chắc là từ hồi lớp 3, lớp 4 tiểu học cơ, cũng sớm. Nói chung là cũng dẫn cái chương trình nó nho nhỏ ở trường và nó là MC không chuyên thôi. Thì em được cầm mic từ cái hồi nhỏ như thế. Chắc là một phần là tại vì bố em cũng là một MC. MC cũng không chuyên thôi, nhưng mà chắc là nó cũng có cái gen gì đó nó truyền cho em. Còn để mà nói là cầm mic chuyên nghiệp, đi dẫn chuyên nghiệp thì chắc là phải đến khi lên đại học. Cuối lớp 12 và lên đại học thì em mới bắt đầu học MC chuyên nghiệp và đi dẫn MC chuyên nghiệp. Vậy em thấy em có phải là người có năng khiếu không? Hay là em cảm thấy em có thuận lợi khi bước vào cái lĩnh vực này không? Em nghĩ là em có năng khiếu đấy. Tại vì em được tiếp xúc với MC từ nhỏ này, xong rồi bố em cũng cho em những cái ấn tượng đầu tiên về nghề MC này. Thì sau rồi em thấy em làm cũng tốt và em thấy em vui khi em được dẫn chương trình. Vậy còn khó khăn thì sao? Khó khăn à? Em nghĩ là em cảm thấy khó khăn, những khó khăn đầu tiên thì nó chỉ xuất hiện khi mà em bắt đầu đi dẫn chuyên nghiệp thôi chị ạ. Thứ nhất là em bắt đầu được dẫn các chương trình lớn từ khá là nhỏ, năm nhất. Tức là chị có nghĩ là khi một chương trình người ta bỏ rất nhiều tiền ra này, xong rồi có những bác lớn về dự này, kiểu khách mời trang trọng này, thì người ta sẽ không thể nào mà tự tin để giao cho một MC 18 tuổi, 19 tuổi. Thế là những chương trình như thế thì em sẽ phải bảo là em là sinh viên năm 3, em là sinh viên năm 4. Đó. Bây giờ em thấy em cũng hơi áy náy khi mà nghĩ lại những cái tình huống đấy. Và còn một khó khăn nữa là em thì không được cao cho lắm. Em cao 1m57 thôi. Thì
đôi khi lên sân khấu thì mặc đầm dạ hội nó không được đẹp cho lắm ấy. Thế là em phải đi những đôi giày cao. Và đôi giày cao nhất em có trong tủ là 18cm. Phải đi thế thì nó hơi khó khăn cho mình, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cái hình ảnh đẹp nhất của mình trên sân khấu ạ. Nãy giờ chị quên không hỏi Khánh Linh là trong lĩnh vực dẫn chương trình thì mình sẽ có rất là nhiều khía cạnh của dẫn chương trình đúng không? Ví dụ như là ví dụ như chị nhá, thì chị sẽ gắn bó nhiều hơn với dẫn chương trình phát thanh, hay là có những người dẫn chương trình truyền hình. Hay với em thì em sẽ là dẫn chương trình sự kiện nhiều hơn, hay là em dẫn chương trình kiểu gì nhiều hơn? Em thì em cũng dẫn khá là đa dạng đấy, nhưng mà em thì chưa được dẫn phát thanh, gọi là em có làm về giọng nói nhưng mà em chưa được dẫn các chương trình phát thanh như chị đâu. Còn nếu như đó để nói là dẫn thì em sẽ chủ yếu là dẫn sự kiện này, và em đang host một kênh YouTube về beauty đó. Về giọng nói thì em chỉ chủ yếu là thu âm thôi ạ, chứ chưa được dẫn như chị. Vậy thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ với nhau thêm đúng không? Ví dụ như là với chị thì chị sẽ biết nhiều hơn về cái lĩnh vực phát thanh chẳng hạn, thì nó lại là một cái khía cạnh hoàn toàn khác. Ví dụ như là dẫn chương trình về sự kiện của em thì chị nghĩ là người ta chú trọng khá nhiều liên quan đến yếu tố ngoại hình. Giọng nói là cái tiên quyết, kỹ năng xử lý tình huống cũng là tiên quyết, nhưng mà yếu tố ngoại hình thì cũng là một yếu tố mà người ta sẽ rất là cân nhắc. Nhưng mà ví dụ như chị dẫn phát thanh chẳng hạn thì yếu tố ngoại hình nó lại được bỏ qua, người ta sẽ không để tâm quá nhiều đến ngoại hình của bạn, mà sẽ quan trọng đến cái giọng. Đúng rồi, chính xác, vì mình không phải lên hình mà, nên mình sẽ người ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái yếu tố là giọng nói này, xử lý tình huống của bạn như thế nào này. Và với chị thì chị lại không phải là một người có nhiều cái thuận lợi giống như Khánh Linh đâu. Ví dụ như là chị dẫn thì gặp vấp váp nhiều lắm, nhiều kinh khủng khiếp, cho nên là có thể nói là những cái lỗi nào đấy từ giọng nói hay vấn đề gì đấy có vấn đề thì chị gặp khá là nhiều. Chị bắt đầu lâu chưa ạ? Chị bắt đầu thì phải từ giống như em thời sinh viên đấy, nhưng mà để đến được để bắt đầu được làm chuyên nghiệp thì chị phải mất khoảng 4 năm chẳng hạn. Trong thời gian đầu bắt đầu công việc thì 4 năm đấy là 4 năm chị chỉ có luyện giọng thôi, bởi vì giọng nói của chị không tốt. Với em thì sao, cái công việc luyện giọng với em có gặp khó khăn gì không? Thực ra thì em cũng may mắn hơn một cái là em thì không gặp nhiều vấn đề, hầu như là không gặp vấn đề về giọng địa phương. Chủ yếu là em luyện sao để mà đặt được cái cảm xúc của mình vào trong cái giọng nói. Tại vì đó, như kiểu là thu cho Spider Room thì em phải làm thế nào để truyền tải được cái cảm xúc của hắn, của tác giả khi mà viết cái bài đấy này. Rồi thu TVC cho nhãn hàng thì cũng phải làm sao để đặt được nhiều cảm xúc để cho cái TVC nó nghe nó hào hứng, nó ra được cái màu đấy. Thì đó, cái vấn đề luyện giọng của em thì nó không nằm nhiều ở phát âm, mà nó đặt nhiều ở phần kiểu cảm xúc nhiều hơn ấy ạ. Vậy em đã làm như thế nào để em có thể có được cái cảm xúc đưa vào trong cái từng cái yêu cầu cụ thể? Ví dụ như đọc quảng cáo nó cũng khác này, đọc YouTube cũng khác đúng không? YouTube thì cũng có rất là nhiều kiểu đọc YouTube, có người đọc ngôn tình, có người thì đọc các bài viết trên Spider Room như em chẳng hạn, hay là có người đọc về tin tức chẳng hạn, giải trí chẳng hạn, thì nó sẽ có cái tính chất khác nhau. Thì em đã làm gì để mình có thể luyện được cái cảm xúc đưa vào từng cái chương trình cụ thể như vậy? Nếu như mà để nói làm thế nào thì em nghĩ là em không có một công thức cụ thể, nhưng mà em có tham gia những cái khóa học về giọng nói, về kỹ năng dẫn chương trình, và em cũng được va vấp trong khá là nhiều các cuộc thi á. Em từng tham gia một cuộc thi về giọng nói, thì là cuộc thi đấy tên là Tìm kiếm giọng nói quảng cáo tiềm năng. Đó, nó chuyên về như thế luôn. Thì trong đấy thì em cũng được thi cùng với rất nhiều các đàn anh, đàn chị. Có cả chị Kính Hồng ngày xưa em gặp ở trên VTV này. Xong rồi có các anh chị mà cũng đã từng thu cho các nhãn hàng lớn rồi. Và lúc đấy thì chỉ có em là một em 2000 được lọt vào đến tận chung kết. Xong rồi, ôi bây giờ em nghe lại cái voice đấy mà nó không có một tí cảm xúc nào cả, em không biết tại sao em lại được vào luôn ý. Thì đấy, qua những cái cơ hội như thế thì em được các anh chị rút kinh nghiệm cho nhiều này, xong rồi chỉ dạy như thế này. Và cái quãng thời gian mà em thấy khó khăn nhất là em cảm thấy là mặc dù lúc mình đọc á, mình đã đặt 200% cảm xúc vào đấy rồi, tức là trong đầu mình ý, nó có rất nhiều cảm xúc, nhưng mà khi mà mình nghe trên cái voice đấy thì nó chỉ có một chút xíu vậy thôi à. Đó, thì xong rồi em phải biết là mình phải tận dụng các kỹ thuật nữa chị ạ.
Không chỉ là mình có cảm xúc trong đầu, mình cảm nhận được cái cảm xúc mà nhãn hàng muốn, mà khách hàng của mình muốn, mà mình còn phải đặt thêm vào là cường độ như thế nào, đoạn nào cần nhấn mạnh này, trường độ như thế nào, đoạn nào cần kéo dài ra để cho nó, rồi đặt thêm nhiều hơi thở vào để cho nó cảm xúc hơn một tí, xong rồi cả sắc thái các thứ nữa. Thì em nghĩ là nếu như mà bạn nào mà đang theo dõi cái podcast này mà muốn theo giọng nói thì tốt nhất là nên tham gia các khóa học, tại vì mình được học rất nhiều những cái kinh nghiệm, những cái tinh hoa mà các anh chị đã chắt lọc bao nhiêu năm rồi các anh chị truyền lại cho mình ấy, thì nó sẽ dễ hơn cho mình. Rồi chúng ta vừa cùng với Khánh Linh chia sẻ với nhau một số câu chuyện sơ qua về hành trình nghề nghiệp của bạn ý, cũng như là một số cách mà Khánh Linh đã dùng để mình có thể cải thiện cái năng lực của mình, đưa cảm xúc vào trong giọng nói. Đấy là câu chuyện cá nhân của em đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiếc hộp thứ hai. Trong chiếc hộp này thì chị nghĩ là sẽ hơi khó đoán cho em. Chắc em không đoán được đâu, nên chị sẽ nói luôn nhá. Trong chiếc hộp này thực ra không có gì cả. Không có gì cả. Bởi vì trong chiếc hộp này nó sẽ nói về những người mà không có mọi thứ ấy. Không có sự tự tin. Có thể họ cũng thiếu cả những cái kỹ năng, hay là cũng thiếu cả những cái liên quan đến giọng nói hay là hình thể, nhưng họ lại yêu thích cái công việc MC này. Thì người ta sẽ có thể làm như thế nào để có thể bước chân vào trong nghề này? Thì em đã làm gì để có thể rèn luyện sự tự tin cho mình? Để mà nói về sự tự tin trên sân khấu thì em không gặp quá là nhiều khó khăn. Em là cựu trưởng ban MC của câu lạc bộ MC trường em. Thì khi mà training cho các bé gen mới, các bé mới vào câu lạc bộ ấy, thì cũng khá là nhiều bạn gặp vấn đề về vấn đề tự tin trên sân khấu. Thì lúc đó em khuyên các bạn là mình cần vin vào một cái điểm để mình bám vào, bám víu vào á chị. Tại vì ai thì cũng sẽ có những cái điểm mà mình chưa tự tin về mình thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những điểm mà bản thân mình sẽ hơn những người khác. Tức là mình tập trung vào cái điểm tự tin đó thôi, còn những cái tự ti khác á, rồi dần dần mình sẽ khắc phục được. Như kiểu là em lên sân khấu thì ban đầu em cũng gặp một số vấn đề là ngoài cái chiều cao của em đôi khi là nó hơi lệch với cả các anh MC đó. Thì lúc đó thì em sẽ bảo là ok không sao, nhìn mình cũng xinh xắn cũng được, thì mình sẽ ý là mình vin vào cái đó. Xinh chút này thì lùn lùn chút cũng không sao. Đó, nếu như bạn nào mà muốn theo MC mà muốn theo MC nhưng mà lại rất không đủ tự tin để đứng trên sân khấu, thì mình có thể có khá là nhiều hướng khác nhau. Như là làm chuyên về giọng nói, như là thu âm cho Spider Room. Đấy, bạn nào mà có giọng nói đẹp nhá, mà không tự tin nhá, thì đấy, apply làm voice talent của Spider Room luôn. Đấy, còn hoặc là cũng có thể tiếp tục rèn luyện giọng nói, thậm chí là thu âm cho các nhãn hàng. Cassette thu âm cho các nhãn hàng cũng không bèo chút nào đâu mọi người ạ. Hoặc là mọi người có thể đứng sau sân khấu làm biên tập này, làm biên tập viên. Rồi hoặc là như chị Yole thì chị đang dẫn phát thanh đó. Thì khi mà mình ở trong một cái không gian không quá là nhiều người, chỉ có mình với cái mic, hoặc là cùng lắm là thêm một bạn dẫn thôi, thì lúc đấy thì chắc là cái sự tự ti của mình ấy nó sẽ được giảm bớt lại, và mình sẽ tự tin để thể hiện những gì mà mình muốn nói hơn. Thì chắc là cái này phải nhờ chị Yole chia sẻ thêm cho các bạn. Chị rất là tâm đắc với cái mà em nói là vin vào cái gì mình mạnh nhá. Tại vì thực ra đây cũng là cái mà khiến cho chị vượt qua những cái khó khăn của chị với cái nghề này. Tại vì chị nhớ là khi mà chị sau khá là nhiều năm mà chị có chia sẻ với em là 3-4 năm gì đấy không được làm nghề, thì đến khi chị được làm ở trong đài rồi, thì khi đấy chị mới dẫn chương trình, bao nhiêu cái kỹ năng nhá mà chị đã cố gắng để chị rèn luyện giọng nói để cho mình không bị nói giọng địa phương nữa, thì không hiểu sao đến lúc lên sân khấu, không phải lên sân khấu mà vào phòng thu nói chuyện trực tiếp với mọi người, thì nó bay đi đâu hết. Chị quay trở lại đúng cái giọng, cái bản gốc của chị. Thì khi mà người nghe họ nghe đài thì họ sẽ cảm thấy khá khó chịu, bởi vì cái bạn này nói âm di âm sờ nó rất là nặng. Thì chị nhớ là có một cái kỷ niệm với chị là cô giám đốc kênh thời điểm đấy cô có nhận được một cái bức email của một thính giả gửi tới chương trình và bảo là cái bạn MC nào đọc cái chương trình thời tiết mà giọng nó lại tệ như thế này. Ôi.
cần phải bỏ cái bạn ấy đi, bởi vì là giọng bạn ấy quá tệ, không thể nào lên sóng chương trình được. Thì hồi đấy chị may mắn là lúc đấy cô gọi chị lại, cô mở email chị xem để cháu xem nhận được cái bước email như thế này. Sau đó thì cô bảo chị là thôi cứ cố gắng lên, sửa đi, sửa được mà, mình sửa là sửa được mà. Sau đấy thì chị cũng cố gắng thật. Với cả về sau nữa là khi mà mình bớt căng thẳng hơn, vào phòng thu nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn, thì lúc đấy mình sửa được giọng tốt hơn. Thực ra đến thời điểm hiện tại nhá, mỗi khi chị căng thẳng, kể cả là khi chị dẫn cho Spyroom mà chị căng thẳng, thì giọng chị cũng trở lại nguyên cái giọng mẹ đẻ luôn. Tất cả các lỗi mà chị bao nhiêu công chị luyện tập nó cũng sẽ trở về hết như thế. Nhưng mà khi mà mình thoải mái ở trạng thái tự nhiên nhất của mình thì mình tin vào bản thân mình, thì mình sẽ làm tốt hơn. Thứ nhất đấy là về giọng nói. Còn cái thứ hai nữa là có một giai đoạn về sau thì đúng là chị phải vin vào cái giống như em nói. Bởi vì thực ra thế mạnh của chị không phải giọng nói đâu, mà thế mạnh của chị nằm ở cái việc là xử lý kịch bản này, hay là biên tập này. Vào cái thời điểm đấy cũng có một cuộc thi khác. Thời điểm đấy có một cuộc thi là Micro Vàng. Chị nhớ là lúc đấy chị đi thi thì chị thi một cái kịch bản do chính chị viết luôn. Thì sau khi chị dẫn xong cái đoạn đấy thì những MC là ban giám khảo ở đó, anh ấy mở miệng ra anh đã nói là em không phải là một người có bẩm sinh có chất giọng nói hay, mà em đã luyện tập rất là nhiều rồi, cho nên giọng nói của em mới được như bây giờ. Và anh ấy vẫn bảo là giọng nói của chị chưa đủ, còn nói là chị hãy quay trở lại cái chương trình này vào năm sau. Tuy nhiên thì anh ấy lại rất là khen cái kịch bản chị viết, và anh ấy nói là chị có những cái kỹ năng cần có trong cái nghề này. Tại vì đấy là một kịch bản mà chị làm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ấy. Thì trong cái kịch bản đấy thì chị viết kịch bản, chị kể cái câu chuyện cá nhân của mình, và nó có cái yếu tố là chị có đi về tận Huế để gặp bác Biểu Ý là bạn thân Trịnh Công Sơn và trò chuyện với bác ấy nữa, nên là nó có những cái yếu tố liên quan đến việc làm phóng sự, kỹ năng của một phóng viên, kỹ năng biên tập. Thì đấy là những yếu tố mà người ta rất cần trong cái ngành đấy. Anh chị cũng hỏi là cái chương trình này em phát sóng ở đâu, thì chị có nói là chị không phát sóng ở đâu cả, mà chị phát sóng trên cái kênh riêng của chị ở trên Facebook. Thì lúc đấy mọi người nói là ok, đây là những cái kỹ năng rất cần, nên là mình mới nói trong cái nghề MC này, giọng nói không phải là tất cả, ngoại hình cũng không phải là tất cả. Và có rất nhiều MC ở trong ngành mà chị biết được là các anh chị không phải là những người có giọng nói hay đâu, nhưng các anh chị vẫn là những người nắm những các chương trình khá là quan trọng, bởi vì là họ có những kỹ năng khác mà sẽ bù đắp lại được cho những cái kỹ năng mà họ đang có. Thì đây là một cái mở rộng hơn cho cái mà em vin vào để có thể hướng dẫn cho các bạn ở trong nghề. Bởi vì đúng là như thế thật á, khi mà mình có những cái thế mạnh hơn thì đúng là mình có thể sống được bằng nghề đấy thật. Đó là câu chuyện của chị nhá. Chị nghĩ là cũng nên nói như thế thôi. Thế thì bây giờ với một bạn mà mới bắt đầu vào nghề này thì em nghĩ là các bạn ấy nên tìm kiếm cơ hội ở đâu? Thực ra em cảm thấy là theo cái kinh nghiệm của em ấy, thì nghề MC hiện tại nó đang hơi bão hòa rồi. Kiểu như là mọi người hay nói trêu với nhau là 1m² thì có hẳn 10 MC, có khách hàng có quá là nhiều lựa chọn. Thì nếu như mà mọi người mới vào nghề ấy, để mà trừ khi là mọi người rất xuất sắc, rất rất là xuất sắc luôn ấy, thì mọi người mới có thể được mọi người tự biết đến và sẽ mời mọi người đi dẫn các chương trình. Còn không thì cũng hơi khó. Cho nên là dựa theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ khuyên mọi người là đầu tiên là hãy tham gia các câu lạc bộ MC ở các trường đại học. Bây giờ có rất nhiều, hầu như là trường nào cũng sẽ có câu lạc bộ MC thôi. Vào đấy thì mọi người không chỉ là được training các kỹ năng cần thiết này, được ở trong một cái môi trường mà mọi người cũng đam mê MC như mình này, xong rồi cũng có các cơ hội, đầu tiên là đi dẫn cho trường này, rồi cũng có các chương trình mà người ta liên hệ với các câu lạc bộ MC để tìm MC cho chương trình của họ. Thì đấy là cơ hội dành cho mọi người. Nếu như mà cảm thấy vẫn chưa đủ nhá, muốn phát triển xa hơn nữa, thì giống như Khánh Linh là Khánh Linh đi học các khóa học MC, thì ở đó là hầu hết các giảng viên sẽ là các MC kỳ cựu trong nghề, có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ trong nghề. Thì vào đấy mình cũng không chỉ được học kiến thức và kỹ năng, mà mình còn được trao rất là nhiều cơ hội và các mối quan hệ để mình có thể phát triển sau này nữa. Đấy, thì có một cái nữa là bất kỳ cơ hội nào mọi người nắm được ấy thì phải làm cho thật tốt. Tại vì nếu như mà khách hàng đã hài lòng với mình rồi thì sau đó rất có thể
mình sẽ trở thành MC ruột của họ luôn. Đấy. Đó, em có ba nguồn cơ hội cho các bạn như vậy. Thực sự là trong nghề này thì chị thấy mối quan hệ nó là cái quan trọng đấy. Bởi vì nếu như bây giờ các bạn có yêu thích về giọng nói chẳng hạn nhé, mà đi tìm kiếm cơ hội ở trên các group tuyển giọng đọc hay gì đấy, thì vô số yêu cầu. Bởi vì thời buổi này, thời buổi của internet này, của những cái kênh giải trí trên YouTube này, của các nhãn hàng quảng cáo rất là nhiều, và họ cần rất nhiều giọng đọc. Tất nhiên là mức giá nó cũng khác nhau, dao động từ rất là thấp cho đến rất là cao thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà để mình có thể làm nghề được lâu dài thì đúng là mình nên nắm chắc các cơ hội, bởi vì mối này họ sẽ dẫn mối mình tiếp theo, mối này dẫn mối kia đến một cái bước mà mình có thể sống được với cái nghề này. Sẽ có một câu hỏi khác dành cho Khánh Linh, và câu hỏi này sẽ đến từ một confession của chương trình nằm trên confession người trong môn nghề. Có luôn. Đó. Dạ vâng. Em yên tâm đi, câu này không phải là người ta hỏi riêng em đâu, người ta hỏi chung chung trong nghề thôi. Không phải là khen chị Khánh Linh xinh quá đâu. Câu hỏi của bạn thính giả gửi tới chương trình đó là một người dẫn chương trình thì ngoài những kỹ năng bắt buộc như giọng nói, ngoại hình hay là khả năng xử lý tình huống thì kỹ năng ngoại ngữ có quan trọng không? Em cảm ơn ạ. Đấy, liên quan tới kỹ năng ngoại ngữ thì em nghĩ như thế nào? Đối với câu hỏi này thì em sẽ trả lời là quan trọng tùy cái định hướng sự nghiệp MC của các bạn. Nếu như mà mọi người định hướng là làm MC thiên về tiếng Việt thì cũng có khá là nhiều cơ hội cho mọi người. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì MC tiếng Việt không thiếu. Và nếu như mà mọi người ấy có ngoại ngữ, có tiếng Anh này, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật vân vân vân, thì lúc đấy cái cơ hội của mọi người sẽ tăng lên rất là nhiều. Như Khánh Linh thì bây giờ Khánh Linh đang định hướng là một MC song ngữ, thì cơ hội của mình cũng tức là cái khả năng cạnh tranh của mình ấy trong các chương trình song ngữ nó sẽ cao hơn. Tại vì bây giờ toàn cầu hóa rồi mọi người, kiểu các sự kiện thì người ta cũng sẽ mời khán giả, mời khách mời là người nước ngoài, thì lúc đấy chẳng lẽ mình giới thiệu mình lại không thể thêm một câu tiếng Anh để mời họ cho nó trang trọng, để họ hiểu được, đúng không? Đó, thì còn nếu như mà mọi người ngoài tiếng Anh ra còn biết được thêm ngôn ngữ thứ ba nữa, kiểu tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Pháp vân vân, thì ở trên thị trường ấy cái số lượng nó không nhiều, cho nên nếu mọi người biết ấy thì chắc là khi mà khách hàng có cơ hội thì mọi người sẽ hầu như là sẽ được chọn đấy, nếu như mà mọi người đủ giỏi. Với em thì cái yếu tố em thi song ngữ cũng là một yếu tố thuận lợi đối với em, đúng không? Vâng, đúng là thuận lợi. Tại vì tuyển voice talent cho Spice Room ấy, thì em nghĩ là một phần em được chọn là cũng vì em nói tiếng Anh cũng được. Chúng ta đang nhắc đến Spice Room rồi, thì cái món quà thứ ba, cái hộp thứ ba cũng chính là một chiếc hộp liên quan đến Spice Room luôn. Nó là một chiếc áo in logo hình Spice Room. Thì nhân đây thì chúng ta sẽ tiếp tục nói luôn câu chuyện về Spice Room nhé. Khi mà em nhận được feedback của mọi người về giọng nói của em, những cái chia sẻ của các bạn fan hâm mộ trên kênh YouTube, thì em cảm giác thế nào? Thực ra nói là fan hâm mộ thì hơi quá chị ạ. Nhưng mà em cũng rất là vui khi mà ngay cái video gọi là debut của em, mà em được ra mắt nhà nhẹ, thì em nhận được rất nhiều, không biết là đối với mọi người có nhiều hay không, nhưng đối với em là rất nhiều lời khen. Ôi, em còn nhớ cái ngày hôm đấy, em cứ một lúc em lại vào em check comment xem là có comment nào mới mà khen giọng mình hay không. Đó, xong rồi kiểu em rất là vui ý. Xong rồi em cảm thấy là động lực là đây, mình thực sự là làm cái job này không phải vì tiền nữa rồi. Mà thực ra là ngay từ đầu nó cũng không phải là vì tiền chị ạ. Bên cạnh những cái lời khen như thế thì cũng phải nói đến những cái lời feedback của mọi người. Một trong những lý do mà em apply vào là tại vì là em thấy khán giả của kênh Spice Room ấy, họ khá là khắt khe về giọng của voice talent. Thì em nghĩ đây cũng là một môi trường mà để em nhận được nhiều feedback trái chiều, gọi là trái chiều hơn để em phát triển giọng nói của mình. Rồi em, khi mà em đọc các comment thì
em mới phát hiện ra là một MC song ngữ nhưng mà đọc sai từ tiếng Anh. Nó cái từ purpose thì em đọc là purpose. Úi dồi ôi, thế là mọi người kiểu comment xong rồi em kiểu ôi trời ơi, ngày xưa mình chuẩn bị đi thi đại học mình làm đấy, không biết là gặp cái câu đấy bao nhiêu lần, cái từ đấy bao nhiêu lần rồi mà bây giờ vẫn sai đấy. Xong rồi có một bài đọc về bar club thì có một vài comment bảo là Khánh Linh đọc sai rồi, cái từ mojito ấy nó phải đọc là mojito, cái chữ G đấy phải đọc là âm hờ đó. Thì qua đó thì em cũng được mở mang khá là nhiều. Còn một cái nữa là may là em apply Spice Room ở giai đoạn mà em đã có một sự nhận thức mới về thế giới, đó là em biết chấp nhận sự khác biệt giữa người với người hơn á chị. Ngay từ đầu khi mà chuẩn bị vào thì các anh chị có bảo là em ơi, nhưng mà em cũng phải sẵn sàng là sẽ có những bình luận trái chiều đấy, em có vấn đề gì về những cái đấy không. Mọi người cũng đã cảnh báo cho em trước rồi, chị Isa rồi anh Việt Anh đó có cảnh báo em. Thì em cũng lúc đấy em cũng nghĩ khá là tích cực thôi, nên là khi mà em gặp những cái comment kiểu chê bai, cũng gọi là chê bai đấy, của các bạn khán giả kiểu không thích giọng Khánh Linh rồi chê giọng Khánh Linh là giả tạo, ôi thì lúc đấy em cũng có hơi buồn. Nhưng mà kiểu như là em cũng gọi là chấp nhận được sự khác biệt đó. Mình giọng của em không thể nào mà nghĩ được rằng là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người đều thích. Thì cũng phải có người thích người không, nhưng mà quan trọng là phần đa các khán giả của Spider Room thì đều thích giọng em và khen giọng em, cho nên là đó thì em cũng thấy nó cũng không quá là vấn đề với em. Còn nếu như mà đối với những cái góp ý nào mà nó đúng và em cảm thấy là qua cái góp ý đấy em có thể làm khiến mình bản thân mình tốt hơn thì em sẽ khắc phục theo cái hướng đó. Còn những cái nào mà nó tiêu cực quá và nó không đúng với cái định hướng của em thì ok, mình đọc để mình biết vậy thôi ạ. Đúng vậy, nghề MC nó là một nghề mà nếu như mà mình ở một môi trường được nhiều người biết đến, thực ra không phải nghề MC nào cũng được nhiều người biết đến. Ví dụ có những MC họ dẫn sự kiện thì sẽ chỉ ở trong cái vùng network của họ, vùng công việc của họ, người ta biết đến họ nhiều thôi, chứ chưa chắc họ đã được nhiều người biết đến. Nhưng ví dụ như các MC truyền hình này, hay là kể như ví dụ như chị là MC phát thanh chẳng hạn, hay là MC trên YouTube, thì đấy là những cái nền tảng, những cái nơi mà có rất là nhiều khán giả hoặc rất nhiều thính giả, thì chắc chắn là mình sẽ nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Chị nghĩ là chị là một trong những người mà chịu rất nhiều cú vả từ phía khán thính giả. Cú vả luôn đấy ạ. Bởi vì điển hình là cái email mà chị đã nhận được feedback đó đúng không? Đấy chỉ là một trong số đó thôi. Thính giả của YouTube chẳng hạn, ở trên YouTube thì có những kênh khác thì thính giả họ dùng từ những ngôn ngữ rất nặng nề, đôi khi họ chửi tục chẳng hạn. Thì có những cái kiểu như thế nữa xuất hiện. Thì chị học được một cái đấy là đối với một số kênh nhất định nhá, thường là chị không đọc comment luôn ấy. Chị không đọc bình luận bởi vì họ quá tiêu cực và không thực sự khiến mình cảm thấy được góp ý. Thì chị nghĩ đây là cái mà bất cứ ai mà đi vào nghề này cũng sẽ cần phải có một cái tỉnh táo nhất định. Đừng nghĩ nghề MC nó màu hồng, ví dụ như là nhìn thấy cô Khánh Linh rất là xinh ở trên sự kiện nào đấy, sân khấu nào đấy thì nghĩ là nghề này rất đẹp. Nhưng mà mình phải chấp nhận được là khi mà mình làm chương trình hay là mình dẫn dắt ở đâu đấy, ở những nơi càng nhiều khán giả thì mình sẽ càng nhận được nhiều lời khen chê. Thì mình phải có một cái bản lĩnh nhất định để mình có thể lắng nghe được. Như em nói, như em bảo là em lại đến với Spy Room khi mà em có một sự cởi mở bên trong rồi, thì mình mới tiếp nhận được những cái chê người ta đối với mình để phân biệt được đâu là lời chê mà sự phê bình mang tính có thể giúp mình cải thiện, hay là đâu là những cái lời chê có những lời chê chỉ để thể hiện bản thân họ thôi mà họ không giúp ích cho mình. Nó rất là tiêu cực đối với mình, và nhất là trong giai đoạn mà mình đang non ấy, ý là kỹ năng của mình chưa tốt, mình còn thiếu kinh nghiệm, giọng đọc mình chưa tốt, mình dẫn dắt chưa tốt, thì mình sẽ rất nhiều sai lầm mà mình không chịu được những cái điều đấy thì mình sẽ không vượt qua được cái giai đoạn khó khăn, giai đoạn đầu đấy, để có thể sau đấy mình có thể cải thiện mình lên và bước tiếp được. Thì chị nghĩ là cái nghề này không phải là một nghề dễ dàng,
thực sự sẽ không phải là người dễ dàng với những bạn không có năng khiếu. Nhưng mà không phải cứ không có năng khiếu thì mình không theo. Nếu như mà mình có một cái mong muốn đủ lớn, ví dụ như chị nghĩ trong trường hợp của chị là như thế, mình có một cái mong muốn đủ lớn với nó và mình cứ kiên trì. Còn nói về thu nhập trong nghề này thì chia sẻ cá nhân thì nó rất là dao động nha các bạn. Nó dao động rất mạnh. Đúng đấy ạ. Từ mức mà bạn 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 một phút cũng có, mà 100.000 vài triệu đồng cho một phút nó cũng có luôn. Đây là kinh nghiệm thực sự từ những người trong nghề. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố về cái việc là khách hàng của bạn là ai, tính chất cái công việc đấy như thế nào. Đọc trên YouTube thì có thể mức lương nó không cao được như là đọc ở bên ngoài, đọc cho một cái job quảng cáo. Và nó cũng liên quan đến mối quan hệ của mình nữa, cũng liên quan đến việc khả năng định giá bản thân của mình nữa. Mình có định giá cho mình cao hay không, hay mình định giá cho mình chỉ tầm đấy thôi. Thì cái này có lẽ là phải làm nghề rồi thì các bạn mới biết. Còn trong giai đoạn mình rèn luyện thì chị nghĩ là hãy cứ tập trung rèn luyện cho cái kỹ năng của mình thật tốt đi đã. Vâng. À, về cái vấn đề chi phí này, vấn đề tiền cát xê này, đó thì em nghĩ là sẽ là một vấn đề mà mọi người quan tâm nhiều đấy. Thế nhưng mà em cũng khuyên là nếu như bạn nào mà mới chập chững bước vào nghề và cảm thấy bản thân mình vẫn còn non á, vẫn còn chưa có đủ kiểu cứng cáp để bay cao bay xa, để dẫn các chương trình lớn, thì tốt nhất là mình cứ tập trung phát triển cái kỹ năng, cái kiến thức của mình đã, trước khi mà mình kỳ vọng về tiền bạc, tiền lương, tiền cát xê nó cao cao một chút. Tại vì là khi mà mọi người đủ ưu tú rồi ấy, thì lúc đấy mọi người sẽ không cần phải lo cái gì cả. Tại vì thực ra nha, đi dẫn chương trình, dẫn MC sự kiện á, thì mức lương cao hơn các ngành nghề khác. Ở đây thì em chưa nói đến kiểu như là ở lứa tuổi của em thì việc đi dẫn chương trình đem lại cho em mức thu nhập cao hơn gấp nhiều lần, thậm chí là nhiều chục lần so với các công việc của các bạn sinh viên bình thường đi làm thêm. Nhưng mà có một yếu tố là dẫn chương trình thực ra nó không ổn định, nó không tạo ra một sự an toàn về thu nhập cho mình như các công việc khác. Đấy là một vấn đề mà hiện tại mẹ em vẫn bảo là thôi con đi làm trong một tổ chức đi, con đừng đi dẫn MC nữa. Đó, thì đó là lý do mà hãy ưu tú, em luôn tạo cho mình một cái áp lực không quá nhiều, tại vì em không giỏi chịu áp lực lắm. Chỉ là luôn tự nhắc mình là phải cố lên, phải tiếp tục phát triển. Tại vì á, các đàn em, rất nhiều các đàn em đang lớn dần lên, những cái mầm non rất là ưu tú, các em đang rất tiềm năng, các em đang lớn lên và các em rất có thể sẽ vượt qua mình trong tương lai. Thế nên là mình cũng phải cố gắng lên để không bị đào thải trong cái nghề này. Nghề này thực sự là nó đào thải rất là mạnh đó mọi người. Voice thì ít hơn, nhưng mà đối với MC á, thì nó cần ngoại hình mà. Thế nên là già một chút, có con một chút vào là sẽ rất là khó khăn cho mọi người á chị. Còn bù lại thì mình sẽ được thu nhập cũng nhiều. Hiện tại thì mức thu nhập của em chưa có chương trình nào em dẫn là được đến 10 triệu cả. Nói chung là đều dưới 10 triệu trong một chương trình. Nhưng mà em biết có nhiều anh chị họ sẽ tính bằng nghìn đô trong một chương trình. Đó thì đó, rất là cao. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ phải chuẩn bị từ trước rất là nhiều, từ kịch bản, từ make up, từ trang phục, rồi từ các thứ. Nói chung là để có được ví dụ 2 tiếng trên sân khấu đấy, nhưng mình có thể mất khá là nhiều ngày trước để chuẩn bị chị. Còn về voice thì mình sẽ chỉ cần chăm sóc cái cổ họng của mình cho tốt thôi. Mình chỉ cần không cần phải mặc đồ đẹp, không cần phải make up, mình chỉ cần ngồi vào mic và bắt đầu nói, bắt đầu chia sẻ. Đó, thì voice thì cũng như chị nói là cũng khá khá nhiều các cái mức thu nhập khác nhau. Ví dụ như là có những job YouTube cho các bạn nào non non thì cũng chỉ vài ngàn đồng một phút. Đó, như nhà nhện thì cũng không nhiều lắm. Nhưng mà cũng sẽ có những cái job mà ví dụ em đi thu TVC cho nhãn hàng chẳng hạn. 6 giây, cụ thể là 6,3 giây cho một đoạn thoại, em có thể được tiền triệu, x triệu thôi. Đấy, thì đó, giữa việc là mình thu 1 phút mình mới được một vài nghìn, mình thu 6 giây mình được một vài triệu.
thì nó dao động rất là nhiều á. Thế nên là mọi người có thể là bắt đầu từ những cái job nhỏ nhỏ như vậy, rồi phát triển bản thân, ưu tú hơn, tốt hơn, học nhiều hơn, để có thể có được những cái job mà chỉ cần nói một câu thôi cũng có được nhiều triệu. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nói chuyện với Khánh Linh rất là cụ thể về nghề MC, và Jolie cũng chia sẻ góc độ của Jolie ở góc độ cũng là MC nha, nhưng mà là MC phát thanh và sẽ thiên về voice, về giọng nói hơn. Còn Khánh Linh sẽ thiên vừa là voice nhưng cũng sẽ là MC sự kiện này, hay là MC song ngữ. Thì hy vọng rằng là với hai câu chuyện của chúng tôi thì các bạn đã có một cái góc nhìn toàn diện một chút. Ngày hôm nay thì cảm ơn Khánh Linh rất nhiều vì cuộc nói chuyện rất vui ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, em thì rất là non thôi và em cũng chưa có quá là nhiều trải nghiệm trong nghề để có thể là chia sẻ kiểu sâu sắc cho mọi người. Em đấy chỉ có thể chia sẻ những cái trải nghiệm mà ít ỏi của em cho mọi người thôi. Thì hy vọng là em đã giúp được cho mọi người một phần nào đó. Và em khuyên mọi người là nếu như bạn nào mà thích MC ý, thì chiến đi, tới luôn đi. Hãy tìm kiếm các cơ hội cho mình, bắt đầu từ việc trau dồi bản thân, học các khóa học, tham gia các câu lạc bộ đó, tự tìm kiếm những cơ hội nhỏ nhất cho mình. Còn về giọng nói thì thực ra giọng nói rất là quan trọng trong cuộc sống á mọi người. Kiểu có thể nói không hay nhưng mà mọi người nên nói chuẩn, và tốt nhất là không nên nói ngọng. Thì nếu như mà mọi người cảm thấy là mình vẫn còn mắc một cái khiếm khuyết gì đó về giọng nói thì hãy cải thiện. Cùng lắm thì đi học các khóa học, không thì lên TikTok, lên YouTube, các thứ cũng có rất là nhiều kênh để mọi người có thể tự sửa các lỗi đấy cho mình. Thì hy vọng là thông qua buổi nói chuyện ngày hôm nay thì trước tiên là mọi người sẽ thấy vui, sau đó thì mọi người sẽ thấy là sẽ nhận được một cái giá trị nào đó ít nhiều. Thì Khánh Linh mong là như vậy. Và em cũng cảm ơn chị Yole tại vì đã là cầu nối giúp em để em có thể chia sẻ nhiều với các bạn hơn. Vâng ạ, còn bây giờ thì đã đến lúc mà chương trình của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye mọi người.